Chị Tâm này. Dạ. Khó khăn lắm mới đạt tự được với các con. Tôi hy vọng là chị tu tâm dưỡng tính tốt hơn nhé. Chị yên tâm, tôi sẽ làm theo đúng lời chị dặn. Tôi sẽ quan tâm đến các cháu để các cháu không mắc sai lầm nữa. Với lại nhà này ít người, ít việc, tôi cũng không muốn thuê thêm người lạ nữa. Dạ vâng, chị không phải thuê đâu ạ. Việc nhà cứ để tôi làm hết, tôi làm được hết. Chị yên tâm, tôi làm tôi không sao nhãng đâu. Còn Tùng Mỹ Linh. Dạ. Con phải năng đến điện của thầy, làm theo đúng lịch, chứ không phải là để cho mẹ cáu. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Con làm đúng theo nghĩa vụ của một người vợ trong thời gian còn lại. Và nhắc nhở cái thằng Tùng ấy, đến đó phải thành tâm kính thần, chứ không phải là làm chống chế, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, phải lau bằng tay như thế thì nó mới sạch được. Lau đi lau lại vài lần vào, như thế nó mới có tâm được. Mày cứ sủa đi. Ai thì tao sợ, chứ riêng cái mặt mày thì không đời nào nhá. Mày tuổi Tí, cứ ngồi đây mà kênh kiệu vênh vác đi. Cẩn thận tao cho vỡ alo đấy. Dì hạ cái tông giọng của dì xuống. Dì cần phải biết bây giờ vị trí của dì và con của dì đang ở đâu. Tất cả đều đang hưởng phước nhờ em bé và con đây dì ạ. Bớt tinh vi tinh tướng đi, tao sẽ chống mắt lên nhìn xem mày vênh vác được mấy ngày. Chó lợn. Giờ không chửi được, chuyển sang rủa đấy à? Rủa con hay là rủa được? Ôi giời ơi. Ôi giời, chi đấy? Nôn à? Gọi Huệ à? Ôi giời. Ê, tao tưởng mày là giòn mồm chửi tao lắm cơ mà. Chửi được ba câu gọi Huệ luôn. Này, tử tế thì sống mà bống thì chết nhá. Lên mặt và đều giả với tao có trời hại đấy, biết chưa? Trời. Cái gì? Mẹ nói thật cho con biết đi, mẹ có hại gì chị My không? Sao đang yên đang lành tự nhiên sẽ nôn ọe thế kia? Mày có phải là con tao không đấy hả Linh? À, nó nôn ọe mày vào mày hỏi nó, mày hỏi gì tao? Mẹ nói thật đi, mẹ đã làm cái gì? Tao đâu bảo tao không làm gì. Sốt ruột. Thế thôi, con về rồi nói chuyện sau. Con đi lệ cái đã. Rột rột. Ngủ rột. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản hấp các người phương cấm đường nơi tam bảo thề đoạn đời như đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh chóng quay về bờ ra. Lần sau đến đúng giờ này nhá. Dạ. Thầy ơi, hôm nay mẹ Hạnh còn bận không tới được, nên là con thay mẹ, con gửi thầy ít lễ ạ. Con cầm gói bột ăn thần về đưa cho mẹ. Nhớ là dặn mẹ uống giống lần trước thầy dặn, nghe chưa? Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Về đi, còn đứng đấy làm cái gì nữa? Quỷ đau hết cả chân, nghe tụng kinh đau hết cả đầu. Cái mùi này... Sao? Nghiện mùi hương rồi à? Nãy giờ ở trong kia ngửi vẫn chưa đủ à? Không phải thế, nhưng cái mùi này em ngửi quen lắm. Không hiểu là ngửi đâu rồi ấy. Rồi, đi về, nhanh lên. Này, bà đã làm cái trò gì mà để cho tôi ngứa điên lên như thế này hả?
Bà căm hận tôi bởi vì tôi cướp chồng của con bà, cho nên bây giờ bà mới hãm hại tôi và bà làm những cái trò kinh tởm như thế này đúng không? Tốt nhất ý, là ngậm ngay cái mõm thối của mày lại. Thừa thời gian thì ngồi khoanh chân lại, thiền đi cho nó tĩnh tâm. Bớt xem tivi, bớt chơi điện thoại đi. Ảo lòi ra rồi đấy. Tao không phải là cái loại chó cắn trộm như mày, mà rình rập để mà làm gì mày, hiểu chưa? Đúng rồi, bà không làm cái gì cả, thế nên nhà nó mới bẩn thỉu như thế này này. Rồi con trùng bay đất đầy nhà lên như thế này này. Người tao nó mới ngứa như thế. Đúng là cái loại xấu cả người, xấu cả nết, xấu vết chân đi. Đã xấu lại còn ác. Thế cho nên là trời có mắt, trời chu đất diệt này. Bà nói cái gì? Bà nói lại xem nào. Tao bảo mày xấu người, xấu nết, nên là trời phạt mày. Được chưa? Chưa cơm nước gì hả mẹ? Thế phòng của con mẹ đã dọn dẹp chưa? Nhà cửa bao nhiêu việc như thế mẹ không làm đi. Mẹ đứng ở đây cãi nhau làm cái gì? Mẹ có gây chuyện đâu. Không làm gì thì đứng cách xa nhau ra. Cứ đứng gần thì lại cãi nhau thôi, đau đầu lắm. Sao con ngồi với? Hả? Đi đi. Có thật là mẹ không làm gì chị My hay không đấy? Con này mày có phải là con tao không đấy hả? Làm gì? Thì con thấy chị My không được bình thường, nên nói không phải mẹ làm ấy, thì cũng chẳng ai tin được. Gì đấy, đấy nhá. Bắt quả tang hai mẹ con nhà bà đang bàn mưu tính kế để hãm hại tôi nhá. Từ lúc bà quay trở lại cái ngôi nhà này, không có một phút giây nào tôi sống yên ổn cả. Tôi đã hết nghén từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi ăn bất kỳ một thứ gì tôi cũng đều nôn mửa. Tôi cũng không thể nào mà ngủ nổi. Lúc nào tôi cũng gặp ác mộng, hết đêm này rồi đến đêm khác. Hơn thế nữa, chị còn thỉnh thoảng bị lên cơn ngứa, như có con gì đó bò trong người. Cứ một tiếng hoặc nửa tiếng là tự nhiên hết. Lúc tắm xong thì cảm thấy ớn lạnh. Nếu như soi vào gương hoặc nhìn vào đồ trắng thì sẽ cảm thấy nôn nao, đúng không? Sao em bị động thai rồi. Không ổn rồi. Em sẽ đưa chị đi khám. Con chào mẹ ạ. Hai đứa đi đâu về đấy? Con đưa chị My đi khám ạ. Chị My dạo này đang có những dấu hiệu giống con lúc sắp sảy thai. Bác sĩ bảo là tim thai vẫn còn, nhưng mà phát triển chậm, với lại là nhịp tim cũng yếu ạ. Chị Tâm ơi. Dạ. Ra tôi nhờ tí. Có việc gì thế chị? Chị xem thế nào bồi bổ cho mẹ con nó đi. Nếu ở trong tủ lạnh ấy, chim, bào ngư, rồi tổ yến ấy mà hết, chị cứ bảo tôi nhá. Vâng ạ. Mẹ, chuyện này không chỉ có bồi bổ là xong đâu ạ. Con nghĩ nên đưa chị My vào viện để giữ thai ạ. Cái nhà này không phải chị làm chủ. Mẹ, nhưng mà ở viện thì người ta mới có chuyên môn ạ. Mẹ nói không là không.